Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự một đối tượng để điều tra về hành vi giết người sau khi dùng gậy đánh tử vong hàng xóm. Đó là Nguyễn Sĩ Khánh, 49 tuổi, trú tại xã Ena, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân trong vụ án này là ông Phạm Huy Bừng, 55 tuổi, ở cạnh nhà Khánh. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 3 tháng 6, Khánh đi chăn bò về nhà rồi ra vườn đào hố để trồng cây cà phê. Do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên ông Bừng đi đến gần Khánh rồi liên tục chửi bới. Lúc này Khánh thấy ông Bừng đã say rượu nên im lặng không nói lại. Thấy Khánh không nói gì nên ông Bừng tiếp tục chửi rồi hai người xảy ra lời qua tiếng lại. Một lúc sau, ông Bừng xông vào dùng tay đấm vào mặt Khánh nhưng Khánh tránh được. Quá bực tức nên Khánh đã lấy một cây gậy ở gần đó rồi đánh liên tiếp hai cái vào đầu ông Bừng, làm nạn nhân gục ngay tại chỗ. Gây án xong, Khánh hô hoán vợ và người dân gần đó đưa ông Bừng đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Sau đó, Khánh đã đến công an xã Ena đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.